Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay mình xin kể lại cho cả nhà nghe một cái câu chuyện kêu bằng người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc ha. Để chúng ta hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Cái này là người thật việc thật nha cả nhà. Bởi vì hồi cuối năm 2020 đó, cuối năm 2020 thì cái năm đó cả nhà nhớ là một số tỉnh miền núi phía Bắc á, rất là lạnh, đúng không? Rất là lạnh. Rồi khi đó thì một số cái hình ảnh của những cái trẻ em ở vùng đó đó thì không có đủ áo mặc, không có đủ dép để mang, rồi không có chăn màn để ủ ấm đó. Thì có một cái nhóm thiện nguyện, người ta đã huy động được tiền bạc mà chưa có người để đem ra ngoài tới tận nơi để trao cho mấy em đó. Nói chung là huy động tiền thì cũng không có nhiều lắm. Cho nên người ta muốn trao tận tay để đến những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn ở cái những tỉnh miền núi phía Bắc đó đó. Cho nên cái nhóm thiện nguyện đó mới nhờ mình. Thì lúc đó mình đi là có ba người thôi, ba người, hai vợ chồng mình với cái một cái vị sư thầy kia. Và cả nhà biết đó, mình ở miền Nam mà đi ra ngoài Hà Nội nó đã lạ rồi, mà phải đi lên những cái tỉnh miền núi phía Bắc nữa thì rất là khó khăn. Cho nên đã nhờ một cái chị ở ngoài Hà Nội á, là mua sẵn nào là quần áo, áo ấm á, rồi giày dép, rồi chăn màn, với lại cặp sách cho mấy em bé đó, có tập sách nữa. Thì cho nhờ chị đó chỉ mua tất cả những thứ đó, sau đó là thuê xe để vận chuyển ra một số tỉnh miền núi phía Bắc. Khi đó thì cái số tiền mà huy động đó nó cũng còn kha khá. Cho nên á là dự định là sẽ mua thêm gạo để phát tặng một số bà con ngoài đó luôn. Cho nên á, những cái vật dụng khác á, thì nhờ chị đó, nhờ cái chị ở ngoài Hà Nội á, là đặt giùm. Đặt thì mình cũng chuyển khoản, chuyển tiền để cho chị chi trả cho người ta hết. Nhưng mà phải có hóa đơn rồi ghi lại đầy đủ đó. Cho nên á, khi mà tụi mình ra ngoài đó và cùng với chị đó nữa là bốn người, rồi di chuyển ra một số tỉnh miền núi phía Bắc. Khi ra ngoài tới ngoài Lào Cai đó thì còn một khoản tiền, cho nên là đặt để cho chị đó mua gạo, đúng không? Chị đó chị cũng đặt cái đại lý ở ngoài Lào Cai luôn, đặt Lào Cai. Nhưng mà hôm đó là hai cái xe đi riêng nhau, chị đó thì ở cái ngôi trường đó để phát quà, và mình thì giữ tiền, cho nên mình đi lại cái đại lý đó để thanh toán tiền bạc, đại lý gạo cả nhà, thanh toán tiền bạc. Thì cái lúc mà chị chỉ báo á, chị nói là gạo lúc đó 20 ngàn một ký, là mua 2 tấn tức là 40 triệu, đúng không? Đại khái là 40 triệu. Thì khi mà mình đến đó thanh toán thì sau khi trừ cái tiền đặt cọc ra, mình chia ra thì cái số tiền, cái giá gạo lúc đó là chỉ có 15 ngàn thôi. Vậy thì nó chênh lệch khoảng 10 triệu. Thật sự á, cái 15 ngàn thì mình chấp nhận được, bởi vì rõ ràng khi đó, cái thời điểm đó, gạo ở trong miền Nam mình á, mình mua là khoảng 11, 12 ngàn một ký thôi, tức là gạo ngon rồi đó. Nhưng mà nghe chị đó chỉ đặt 20 ngàn thì mình cũng hy vọng là gạo ngon, với lại vận chuyển xa cho nên nó hơi đắt một chút. Mà mình cho, mình biếu người ta thì phải biếu những cái gì ngon chứ không lẽ biếu gạo dở, cho nên 20 ngàn cũng chấp nhận được luôn. Nhưng mà khi thanh toán á, thì tính ra có 15 ngàn à. Vậy thì nó chênh lệch một phần. Rồi sau đó mình coi lại tất cả những hóa đơn mà cái chị đó đặt, như là quần áo, rồi giày dép này kia cái nọ, hầu như cái nào nó cũng cao hơn so với cái giá thực tế hết. Sau cái chuyến đi đó, mình rất là buồn cả nhà. Bởi vì mình đã cất công từ miền Nam ra tới những cái tỉnh phía Bắc đó, rồi sau đó thì bị một khúc, coi như là một khoảng hàng trăm cái phần quà bị chênh lệch đó, không tới tay được những trẻ em hay là những cái người có hoàn cảnh khó khăn ngoài đó đó, thì mình rất là buồn, đúng không? Bởi vì công sức của mình không nói, nhưng mà cái tiền bạc của cô chú bác, những người nhà hảo tâm, người ta quyên góp vô, nhưng mà nó lại không đến tận tay của những em bé đó, mà lại rơi vào những cái gì đâu đó, kiểu như là nó nhót, không đi từ trong Nam ra ngoài đó, cái nó nắng quá, nó nhót, nó bớt, phải không? Thì mình thấy rất là buồn, mình suy nghĩ hoài chuyện đó. Cho nên á, đến khi mà cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng diễn ra, nổ ra, rồi cũng liên quan đến vấn đề từ thiện. Đặc biệt nhất là trong cái vấn đề của bà Hằng với lại ông Yên đó, thì bà Hằng cũng đưa tiền cho ông Yên để đi làm từ thiện. Nhưng mà phát hiện ra cái số tiền đó nó chưa hoàn toàn, không phải là đến tay những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Thì đương nhiên bà Hằng sẽ rất là khó khăn, rất là khó chịu.
Bởi vì ngay khoảng bản thân mình nè, mình đi từ thiện mặc dù đi giùm người ta đó, nhưng tiền của người ta đó, nhưng mà mình cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì rõ ràng cái số tiền nó không có sử dụng đúng mục đích 100%, cho nên mình rất là bức xúc. Đằng này cái số tiền của bà Hằng bỏ ra để vì cái mục đích làm từ thiện, không cái nào cho cái nào làm từ thiện là làm từ thiện, chứ đâu có thể nhập nhằng rồi bắt đầu đánh lận con đen vậy được, đúng không? Kiểu như là ông bà ta có nói câu là cái nào của nào mà cho cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng đó, đúng không? Đâu có thể lại làm mà nhập nhằng vậy được. Cho nên chúng ta phải hiểu vì sao là bà Hằng bức xúc và lôi cái câu chuyện từ thiện ra. Và khi mà cái câu chuyện từ thiện nó lôi ra thì lại dướng vào một số khác, số người khác cũng dính vào cái chuyện từ thiện nữa. Cho nên mình rất là đồng cảm, rất là thông cảm và rất là trân trọng những gì bà Hằng đã làm được. Bởi vì đôi khi á, cái câu chuyện đó mình thấy đó, mình biết đó, mình nghe luôn, và có thể là mình là người trong cuộc luôn mà mình nói không được. Hôm nay thì nhờ cái tiếng nói của bà Hằng cảnh tỉnh rồi, bên phía cơ quan chức năng, đặc biệt là bên phía các bác lãnh đạo đã ra cái văn bản, cái nghị định 93 về từ thiện nữa, thì nó quá phù hợp, rất là phù hợp với thực tế luôn. Đó, đó là cái tiếng nói của bà Hằng đã làm cho chúng ta thức tỉnh được trong cái vấn đề từ thiện. Còn những vấn đề khác thì chúng ta không bàn, tại vì nó quá nhiều vấn đề. Hôm nay mình chỉ nói về cái chuyện từ thiện thôi, thì chúng ta cần phải trân trọng, đúng không? Chúng ta phải thấy được những việc bà Hằng làm. Còn cái chuyện như bà Hằng có phát ngôn, có đáp trả những ai đó, thì do chính những cái người đó, những người không liên quan, không có gặp, chưa từng gặp bà Hằng luôn, mà tại sao lại đi có những cái xuyên tạc, những cái phát ngôn vậy, trong khi cái chuyện bà Hằng nói là nói những người nào, đích danh những người đó, không? Và kêu, bà Hằng kêu tên đích danh những người đó, thì những người đó có thể là lên tiếng, có thể là thưa kiện, hay là có cái gì đó với lại bà Hằng thì nó mới hợp lý. Còn đằng này những cái người khác như YouTuber và Facebooker rồi có cái gì đâu, đúng không? Các anh chị á, thí dụ như mà không đồng tình bà Hằng cái chuyện gì thì có thể làm đơn hoặc là gọi trực tiếp hay là gì đó với bà Hằng, chứ chứ bà Hằng nó đâu nói với các anh chị đâu. Vậy mà đến hôm nay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng không còn livestream, không còn chửi bới nữa, trước đó thì các bạn nói là do bà Hằng chửi quá tôi ghét, tôi lên tôi bóc phốt bà, nhưng bây giờ bà Hằng đâu có chửi đâu, mà tại sao vẫn còn lên tiếng lên mạng rồi xuyên tạc đủ điều hết trơn. Ngay cả cái chuyện người ta hiện tại đang ở trong T30 như thế nào các bạn cũng xuyên tạc, cũng cũng nói được nữa. Như hôm trước mình cũng nói đó, là sau cái bài báo của báo Công an Nhân dân á, người ta kêu như là vinh danh bà Hằng á, thì các bạn nghe hiểu sao đó, hiểu sao các bác lãnh đạo nghĩ gì về cái hiện tượng Nguyễn Phương Hằng rồi, đúng không? Chúng ta phải hiểu một cái điều đó, đừng có xuyên tạc nữa. Các bạn cứ cung cấp những cái thông tin sai sự thật rồi xuyên tạc những cái công ăn việc làm của Đại Nam. Và sau khi bà Hằng không nói mà các bạn vẫn xuyên tạc nữa thì chứng tỏ là cái suy nghĩ của các bạn á, nó lệch lạc rồi, nó lệch lạc từ cái suy nghĩ của các bạn rồi, cho nên các bạn mới nói ra những cái câu từ hay là đi xuyên tạc, đi vu khống bên phía Đại Nam, bên phía chú Dũng, bên phía cô Hằng, đúng không? Chứ thật sự bây giờ cái tôn chỉ đầu tiên đi các bạn đưa ra để công kích bà Hằng là cái gì? Là vì không thích bà Hằng phát tán những cái ngôn từ nó không không có đẹp ở trên mạng xã hội, đúng không? Vậy thì sau khi bà Hằng không có nói nữa, tại sao các bạn vẫn còn nói? Chứng tỏ là cái nhận thức của các bạn đã sai lầm, hoặc là có thể là vì cái mục tiêu, mục đích nào đó, có thể là mục đích cá nhân, vì kiếm tiền chẳng hạn. Chứ còn nếu mà các bạn cứ lấy lý do nó là để vì bà Hằng đã nói những cái câu từ rệch chuẩn như vậy, cho nên các bạn phải chấn chỉnh là có đó sai lầm rồi, đúng không? Đó là đến hôm nay thì đã trả lời được cái câu hỏi là các bạn vì động cơ, vì mục đích cá nhân các bạn, chứ không phải là vì xã hội, vì trên, đúng không? Cho nên á, chính vì những cái con người mà hiện tại vẫn công kích bà Hằng, vẫn xuyên tạc Đại Nam, vẫn xuyên tạc Chú Dũng á, thì càng làm cho mọi người mà từ trước đến nay yêu mến của Nguyễn Hằng thì người ta lại càng yêu mến và người ta càng trân trọng hơn. Bởi vì những cái kẻ vì một cái mục tiêu, một cái âm mưu riêng mà họ sẵn sàng chà đạp, họ sẵn sàng xuyên tạc sự thật, thì bên phía những người đó mới đáng để lên án hơn là cô Nguyễn Phương Hằng, đúng không cả nhà? Nói chung là trong cái câu chuyện từ thiện hay là những cái câu chuyện khác mà cô Nguyễn Phương Hằng nhắc đến á, những cái vấn đề, những cái góc khuất á, thì thật sự đến thời điểm này không ai làm được, mà không biết là sau này có ai làm được hay không, chứ mình thấy là mấy chục năm trên đời này mình thấy chỉ duy nhất một mình bà Hằng, đúng không? Nên rất là đáng trân trọng ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.